Có những gốc mai là 20-30 năm tuổi, nghe nói là có những gốc mai 70 năm tuổi nhưng mà đã bị bán đi rồi. Nhưng ở đây còn là những gốc mai này khoảng là 20-30 năm tuổi. Thì những gốc mai này được chủ nhà canh nở rất là đều, rất là đẹp, cây nào cũng đầy nụ và tạo thành một cái hàng dài ở hai bên cái đường đi vào cái lối lối nhà, cổng chính của nhà, thì khoảng 20 gốc mai như thế này, rất là đẹp. Chưa bao giờ mình thấy một cái con đường mai nó đẹp như thế này, rất là tự nhiên, tự nhiên hoàn toàn, không có phải là nhân tạo gì hết. Như vậy là tới mùa xuân về thì người ta lặt, lãi mai, lãi lá mai, canh đúng độ xuân về, cực kỳ đẹp, cực kỳ đẹp, đẹp hơn rất là nhiều những con đường mà đường đường hoa ở các thành phố, các tỉnh lớn mà mình đã từng đi. Đó. Nở vàng vàng rực, có những cây thì nụ nó còn búp búp, có những cây thì nó đã nở vàng rực như thế này, đẹp, phải nói là lung linh luôn, xuất sắc, quá xuất sắc, quá đẹp, quá đẹp luôn. Đây đây cái mai này, nở vàng vàng, không có miếng lá, không có lá nào hết, toàn là bông thôi, nhìn toàn là bông. Cây bên này thì nụ, nụ nó vàng rực lên, chưa chưa cây này chừng 2-3 ngày nữa thì nó sẽ rực rỡ lên. Hiện tại thì nó nụ rất là nhiều, cảm thấy đầy may mắn, một con đường đầy may mắn ha. Bước vô một cái cổng chính, đi vô một ngôi nhà mà mai như thế này thì trong mùa xuân về thì thấy tràn ngập mùa xuân luôn, đúng là tràn ngập mùa xuân, cực kỳ đẹp. Đó. Mình ngắm con đường quá xuất sắc luôn. Đây có một cây mai rất là nhỏ nè, bonsai thôi. Bông thì đặc luôn. Mai nhỏ đầy bông thế này, vàng rực. Đây. Mai này sáu cánh ha, sáu cánh bảy cánh. Nên là cái loại nó không phải là mai năm cánh bình thường, nó rất là vàng, rất là đẹp. Đây là mai năm cánh nè. Đó. Wow. Mê luôn á, quá xuất sắc. Cái mai nhìn không thấy một cọng lá từ trên xuống dưới, toàn là bông. Thôi mình đi về, mình đi ngang nhà hàng xóm, mình ghé lại, mình chụp cái rừng mai này ha, hưởng hưởng sự may mắn ha, hưởng ké sự may mắn của ngôi nhà này. Đây, bước ra nè, từ ở ngoài bước vô nè, đúng một rừng mai luôn, rực rỡ, quá đẹp, xuất sắc luôn á.